Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm cái video để hướng dẫn các bạn đấu cái bộ điều khiển mạch máy cái CNC. Đấy thì nói chung là đối với bất kỳ cái bộ điều khiển nào thì nó cũng có cái quy tắc chung giống nhau thôi, nó cũng gần như nhau thôi. Thì sau đây sau khi mình hướng dẫn các bạn là hết các cái đầu dây ra và đầu dây vào. Đấy, đầu dây từ cái mạch điều khiển của nó mà ra đến cái driver nhá. Thì đây một cái bộ mạch chạy máy CNC thì nó bao gồm có tất cả như thế này. Đấy thì các bạn cần chuẩn bị cho mình này, bộ mạch mạch điều khiển nhá. Mạch điều khiển thì các bạn có thể dùng các loại mạch điều khiển khác nhau. Thì đây trên tay mình đang có một bộ TC nhé. Đây của mình là TC5540 nhé. Mình đang có bộ mạch TC5540 để mình đấu thử chạy cái bộ bốn cái bộ servo 86 này. Đấy thì đây là tất cả các cái bộ servo 86 thì nó có bốn bộ như thế này. Thì các bạn là có thể dùng cái bộ này để tải các cái máy nó cỡ lớn nhé. Cỡ lớn thì đây mình đang có một cái bộ máy khung khung máy cỡ khá lớn này. Đây, mình đang làm bộ khung máy khá lớn nhá. Đấy thì để mình làm cái bộ này để mình tải cái máy to này. Đấy, cái bộ điều khiển đây bộ máy CNC cỡ lớn này. Đấy thì toàn bộ cái mạch điều khiển này là dùng bốn cái con servo 86 này. Bốn con servo 86 này nhá. Thì là đây một con servo 86 này nó nặng cỡ khoảng đây mình. Dòng này là dòng GMC nhé các bạn nhé. Đây các bạn có thể cân lên. Nó một cục này của nó là nặng 4 cân. Đấy. Nặng 4 cân nhé. 4 cân là riêng cái motor của nó 4 cân. Thì là nó bao gồm 1 2 3 4, 4 cái bộ driver như này. Mạch điều khiển đây, bộ mạch điều khiển đây. Thì các bạn có thể đấu bốn cái bộ này với cái mạch Mach 3 cũng được. Thì đó cách đấu của nó tương tự như thế. Hoặc là các bạn dùng mạch GRBL ấy, thì các bạn cũng có thể đấu được. Thì nó sau cái video là các bạn sẽ đấu được hết tất cả các cái loại mạch. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu hết tất cả các loại mạch nhé. Nó đều các cái dây của nó ví dụ như là put cộng put trừ, din cộng din trừ này nó đều như nhau hết nhá. Đấy các bạn chỉ biết biết cái quy luật của nó là nó từ đây ra đây nó sẽ có tất cả cái bộ điều khiển nó đều có cái ký hiệu hết rồi. Đấy thì các bạn có thể lần theo các ký hiệu ở trên này, lần theo cái ký hiệu P cộng P trừ này. Đấy thì các bạn nhìn thấy trục của trục X nó là cái bộ này chẳng hạn, trục trục Y và trục Z. Đấy trục Y thì đây mình đang có hai bộ nhé, mình chạy bởi vì mình chạy cái máy này mà chạy máy y song mã. Đấy thì nó bao gồm hai bộ như này. Đấy và các bạn chuẩn bị một bộ nguồn 24V. 24V là để dành cho cái mạch điều khiển này nhá. Đấy. Tất cả các mạch điều khiển các cái dòng đều nó sẽ có thể sử dụng nguồn điện từ 12V cho đến 24V. Đấy còn sau đấy là các bạn cần chuẩn bị một bộ nguồn nuôi cho bốn cái driver này. Đấy thì đây bộ driver này nó sẽ có quạt đằng sau nữa nhé. Tất cả driver GMC 86 là nó đều có quạt đằng sau này. Đấy thì nó có quạt đằng sau này nhé, thì để nó tỏa nhiệt đấy. Thì là 1 2 3 4 con này thì là các bạn sẽ tìm một cái nguồn nuôi cho nó nhé. Một cái nguồn nuôi thì đây mình đang sử dụng một con biến áp này thì các bạn có thể nhìn trên các cái thông số ở trên các cái driver của mình ấy thì các bạn sẽ biết của nó là với thông số của nhà sản xuất nhá, thì nó sẽ đưa ra cái mức tiêu thụ điện năng của nó là sẽ là bao nhiêu volt. Đấy thì các bạn cái driver là các bạn có thể vừa chạy nguồn một chiều và vừa có thể chạy nguồn xoay chiều. Đấy thì các bạn đây nhá, các bạn chạy nguồn xoay chiều thì nó sẽ rơi vào cỡ khoảng từ 30V đến 110V. Đấy, trong cái mức độ điện áp của nó là 30 đến 110. Còn các bạn dùng nguồn một chiều thì là của nó là 24
cho đến 75V. Đấy là điện một chiều. Còn điện xoay chiều của nó sẽ là 30 nhé, 30 nhân 110 nhé. Thì trong cái khoảng đấy các bạn có thể lựa chọn. Trong cái khoảng đấy, nếu các bạn lựa chọn cái vôn nó lớn ý, thì là cái dòng của các bạn thì nó sẽ bù vào dòng, thì cái dòng của bạn sẽ không không cần cao lắm. Đấy, còn các bạn lựa chọn một cái nguồn mà nó dòng nó cao, dòng nó cao thì nó sẽ bù sang cái vôn của bạn. Đấy, thì nó sẽ, các bạn cho nó ăn đúng dòng của nó thì nó sẽ chạy, nó sẽ không bị nóng nhá. Đấy, đây mình đang có chuẩn bị sẵn một cái biến áp 20A ở đây rồi. Đấy, thì con biến áp 20A này nó sẽ tải cho 1, 2, 3, 4 con driver này. Và nuôi cho 4 con động cơ 86 này. Đấy, mỗi con động cơ 86 này là 4kg. Đấy thì mình sẽ, đây, về anh vào, mình sẽ để máy đây và mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối cái bộ mạch này luôn nhé. Đấy, hướng dẫn các bạn đấu nối cái bộ mạch này rất là đơn giản. Thì bao giờ cũng thế nhé, bao giờ thì cái bộ servo của nó ấy, các bạn để ý này, bao giờ cái bộ servo của nó cũng bao gồm có hai dây nhé. Một dây của nó là dây dây điều khiển này, của nó là có dây vào động cơ bước nhé. Thì nó có bao gồm có 4 dây này, bao giờ cũng thế, có bao gồm có 4 dây và hai cặp. Có nghĩa là nó động cơ này, động cơ hai chiều, chiều quay đi và quay lại thì nó sẽ sử dụng 2 4 cái cặp dây này, và nó dùng dùng hai pha nhé. Ví dụ như pha này là pha pha quay theo chiều thuận. Đấy, và pha quay theo chiều nghịch. Đấy, nó có 4 dây. Nếu bạn nắm rõ 4 dây, một dây quay theo chiều nghịch, một dây quay theo chiều thuận. Đấy là dây quay của nó. Thế còn dây điều khiển encoder của nó đây, thì tất cả những cái dòng servo, bất kỳ cái dòng servo nào ấy, thì nó đều có các cái ký hiệu dây ở trong này, do cái nhà sản xuất người ta đã ký hiệu cái dây ấy. Thì các bạn mua những cái này thì nó cũng sẽ có những các cái catalog nhá. Bạn sẽ có catalog của nó thì nó sẽ có ký hiệu dây. Đấy, nó có ký hiệu dây cho các bạn, ví dụ như là dây P nhá, P, hoặc là nó có ghi ở đây là PB chẳng hạn, PB cộng, PB trừ này, PA cộng, PA trừ này. Đấy, VCC nhá. VCC là dây dây nguồn ấy, nguồn vào ấy, là GND, đấy là dây mát. Đấy thì các bạn bao gồm có PB, PB thì nó sẽ quy ước ở cái GMC86 này, nó sẽ quy ước là dây xanh, dây blue ấy, là dây màu xanh nhá. Và tiếp đến các bạn là PB trừ, PB trừ có nghĩa là dây màu trắng. Đấy, dây quay dây màu trắng này. Tiếp này. Thì cái này đây, thì mình đấu luôn cho các bạn, mình chỉ luôn cho các bạn nhá. Đây ví dụ dây xanh này. Đấy, dây xanh là PB, PB cộng này. Dây trắng là PB trừ này. Dây yellow là dây màu vàng nhé, dây màu vàng là dây PA cộng này, và dây màu green là dây màu xanh, xanh lá cây này là dây PA trừ. Đấy, và dây đỏ, màu đỏ này nhé, màu đỏ này có nghĩa là dây VCC, và dây đen là dây GND. Thế thôi. Đấy là các bạn đã hiểu được cái cách đấu của nó rồi đúng không? Tiếp đến này, tiếp đến thì trong cái bộ điều khiển TC này nhá. Bộ điều khiển TC này đây này, các bạn lom bộ điều khiển TC này nhá, thì mình sẽ có rất là dễ đấu này. Mình sẽ có nguồn vào để nuôi mạch, tức là 24V này cộng này, và V0 này là trừ, có nghĩa là dây com là dây GND ấy, là dây V trừ nhá. V cộng là 24V, V trừ là 0V này. Đấy. Thì các bạn chỉ cần đấu vào cái nguồn 24V nhá. Trên tay mình là một cái nguồn 24V đây. Thì các bạn nó sẽ có cái đầu vào. Đầu vào của nó sẽ là, nó ký hiệu sẽ là N, N thấp và N cao nhá. N thấp và N cao, các bạn đấu vào nguồn 220V này, xoáy chiều này. Đấy, sau đấy nó sẽ ra, nguồn này nó sẽ ra, cho ra điện một chiều. Một chiều của nó là bao gồm có V cộng và V trừ, V trừ và V cộng đây.
Đấy là 24V cộng nhé. À, V0 đây. Đấy. Thì nó rất đơn giản thôi các bạn này. Đây nhá, nó có 3 chân. 3 chân đây là các bạn để ý nhìn rõ ở trên này nhá. 3 chân, 3 chân là chân 1, chân 2, chân 3 đầu tiên này của nó là sẽ là V trừ, và 3 chân tiếp theo của nó sẽ là V cộng. Đấy thì rất đơn giản, các bạn chỉ việc đấu đấu đây, dây V trừ vào dây màu trắng và dây V cộng vào dây màu đỏ này. Và cái rắc này các bạn đấu vào cái rắc nhá. Đấy, các bạn đấu vào rắc này này. Đấy, đấu vào rắc này thì trên cái mạch của các bạn ấy thì bên này là dây 24V cộng và đây là dây V0 trừ. Các bạn đấu đúng vào đây. Và các bạn cắm vào cái bộ điều khiển nhá. Thì bộ điều khiển nào nó cũng thế thôi, các bạn cứ kết nối nguồn của nó vào. Đây. Bất kỳ nhá, TC hay là DC, VS mấy chấm ấy, 3 chấm hay 4 chấm ấy. Các bạn đều đấu như thế. Nó đều có nguồn đây, 24V và 0V. Thế thôi. Thế các bạn đấu vào nhá. Đấy, tiếp đến này thì mình sẽ nói qua về cái cách đấu nhá. Cách đấu các bạn sẽ chuẩn bị cho mình, tất cả các bạn sẽ chuẩn bị 4 cái driver, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 4 cọng dây nhá. 4 cọng dây điều khiển này, 4 cọng dây điều khiển và dây 4 lõi. Đấy, 4 dây điều khiển 4 lõi như thế này. Các bạn chuẩn bị đây, 1 2 3 4 đây. 4 cộng nhá. 1 2 3 4. Thì một cái là dành cho trục Z, một cái dùng cho trục X, một cái dùng cho hai cái này dùng cho trục Y. Đấy. Nó đỡ đấu các bạn sẵn nhảy. Tiếp đến này, các bạn sẽ nhìn để ý trên cái bạn để ý trên cái bộ điều khiển này của nó nhá. Đây mình cho thấp cái cam này xuống một tí nữa. Đây nhá, các bạn nhìn thấy trên bộ điều khiển này. Trên bộ điều khiển này nó sẽ có đề, nó sẽ có ký hiệu đây cho mình rồi này. Đấy, trục X nhá, trục X này, nó có put cộng, put trừ này. Đin cộng, đin trừ này. Đấy, cái là của trục X. Đấy. Tiếp đến này Y này. Y của nó sẽ là put cộng, put trừ và cái này Y trên này là D cộng, D trừ đây và trục Z đây. Thì cái bộ điều khiển này nó có thêm, nó là bốn trục mà, nó có thêm cả 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 trục C. Đấy, trục C đây. Thì nó có P cộng, put trừ và din cộng, din trừ đấy. Tiếp đến là tất cả các ngõ ra này của nó này, ngõ điều khiển analog nhá. À, ngõ điều khiển cái tín hiệu ấy. Đúng rồi, cái tín hiệu ra của bạn này. Ví dụ các bạn để ngõ 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 này thì sau này các bạn sẽ cài đặt ở trong cái mạch mạch này. Trong cái mạch này nó sẽ các bạn sẽ đặt được các ngõ, ví dụ như ngõ 1, ngõ số 1, số 2, số 3, số 4. Đây nó có rất nhiều ngõ nhá. Đấy, ngõ ra của nó ấy. Ngõ ra tiếp đến bên dưới này cũng vẫn là ngõ ra này. 6 7 8 9 10 này. Đấy, nó có 16 ngõ. 16 ngõ ra nhá. Đấy, để các bạn điều khiển, ví dụ như là các bạn đưa máy tới một cái vị trí nào đấy. Đấy, đưa máy tới một cái vị trí nào đấy và các bạn cần cần bật cái đầu khoan hoặc bật cái đầu spinner để cho nó quay thì các bạn sẽ có tín hiệu số 1. Đấy là các bạn điều khiển tín hiệu số 1 là nó sẽ lao cái đầu khoan hoặc đầu phay xuống để nó hoạt động nhá. Đấy thì là ví dụ đây nó sẽ cài được rất nhiều. Cài 1 2 4 5 6 7 8 9 các thứ đấy. Đấy thì các bạn sẽ cài cố định và các bạn sẽ cái bộ này thì được cái là nó sẽ lập trình. Các bạn có thể lập trình nó sẽ chạy theo cái chu chu trình của nó nhé, chu kỳ của nó. Ví dụ như các bạn lặp lại cái chu kỳ, ví dụ đưa ra cái mũi ra một cái tọa độ nào đấy và các bạn thực hiện lệnh lệnh khoan, lệnh cắt, sau đấy các bạn sẽ dừng lại và nó sẽ chạy lại một cái lệnh EC như thế, nó chạy đi chạy lại ấy. Đấy, nó sẽ chạy đi chạy lại rất là nhiều lần một cái lệnh mà các bạn lập trình. Đấy thì đây mình hướng dẫn cho bạn đầu lối luôn nhá. Thì đây thì các bạn chỉ cần quan tâm mỗi đây P cộng P trừ và D cộng D trừ này, nó put cộng put trừ và din cộng din trừ thì các bạn đấu sẽ đấu vào cái driver này, driver này nhá. Các bạn trên cái driver này nó sẽ có đây put cộng put trừ đây. Đây, put cộng put trừ đây nhá. Put cộng này, put trừ này, din cộng din trừ các bạn đấu 4 giây vào đây thôi. 1 2 3 4 giây. Còn dây enable này thì các bạn không sử dụng đến cái dây này. Đấy, không cần dùng đến hai cái dây enable này, các bạn để
bỏ nhá. Với lại cái bên phía đằng này thì mình không cần quan tâm đến. Những cái này nó là thành phần phụ và nó sẽ hỗ trợ thêm một cái gì đấy thì các bạn tùy nhu cầu thôi. Thì cái này là mình không dùng đến, mình chỉ dùng đến cái này thôi. Đấy, bốn dây này các bạn sẽ đấu bốn dây này và dây điều khiển encoder này. Đấy, dây điều khiển encoder này và cái dây ra của nó, ra hai pha của nó, ra động cơ của nó hai pha đây. Một pha là A cộng A trừ và B cộng B trừ. Thì các bạn đấu đây chỉ cũng nó chỉ có hai pha này thôi. Hai pha trên servo này nhá. Trên servo này thì các bạn đấu đây. Có hai pha thì nó sẽ có dây đỏ và dây xanh này là một pha này. Và các bạn dây xanh, dây đỏ và dây blue. Đấy, dây red blue này, green này và black. Đấy thì nó chỉ thế này thôi, hai pha. Thì tất cả các động cơ nó đều như thế, nó đều có hai pha như thế này. Thì các bạn đây một pha của các bạn đây thì các bạn sẽ đấu vào A cộng A trừ. Cái này là đấu vào B cộng B trừ, thế thôi. Hoặc là các bạn đấu cái này là A cộng A trừ thì cái này là B cộng B trừ. Đấy, nó các bạn có thể tùy các bạn thích đảo chiều, cái này là dùng để đảo chiều động cơ nhé. Đấy các bạn, ví dụ chiều bên này là một chiều này, chiều bên này là một chiều. Đấy, chiều chạy nó. Thế là chiều ấy nhá. Còn dây encoder này thì dễ rồi, nó cắm rắc vào đây thôi, cắm đầu rắc vào đây. Đấy thì dây encoder đây mình đã hướng dẫn cho các bạn ở chỗ này rồi. Đây. Với cái bộ 86 này nhá. Tất cả cái bộ 86 này đây nó sẽ quy ước. Đây nó sẽ quy ước như thế này nhá. Đây mình sẽ quy ước cho các bạn này. Quy ước ở quấn ta catalog của nó nhá, sẽ quy ước này. Đây là sẽ là dây dây đầu tiên sẽ là số 1 sẽ là dây màu xanh. Dây thứ hai là dây màu trắng, dây thứ ba là dây màu màu vàng. Đấy, bạn nào cũng xem cái này thì bạn nào cũng có thể tự mua tự đấu được nhá. Và tiếp đến là cái dây màu xanh lá cây này, đấy màu đỏ này và màu đen. Đấy, nó chỉ có mỗi như thế này thôi. Và các bạn yên tâm nhé, cái này mua thì các bạn nó sẽ có cái hướng dẫn cho các bạn. Có hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì con này các cái đầu dây này nó có hướng dẫn hết rồi, các bạn chỉ việc đấu các cái màu của nó và tương ứng với cái màu trên này thôi là xong. Đấy, thế còn mình hướng dẫn cho các bạn mà các bạn chưa biết thì các bạn cũng có thể nhìn theo các cái hướng dẫn của mình này, nhìn theo các cái video hướng dẫn của mình này để các bạn đấu nhá. Thì nó rất là dễ thôi, nó không có gì khó cả. Đấy, còn có mỗi put cộng put trừ đây thì mình đấu đây. Ví dụ các bạn đề put cộng đây ở trên cái bản mạch đây. Cái này nhá, đấy nó là x nhá, trục x này. Này, P cộng P trừ này, D cộng D trừ này. Các bạn được tương tự rồi, và đây là P cộng P trừ và D cộng D trừ, đây nó cái ký hiệu trên đây rồi. Đấy, ok chưa? Đấy là cái này đấu rất dễ nhá. Và tiếp đến này, là dây ra hai pha ra động cơ bước đây thì có đây rồi. Còn đây bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào đây thôi để mình thử nhá. Đấy thì các bạn là mình sẽ thử một cái, còn tất cả những cái còn lại nó sẽ tương tự. Tương tự có nghĩa là gì? Tương tự đây, nó ghi là x này. Thì các bạn đấu với x y xì này, đó là đấu y thì các bạn sẽ đấu cũng đấu y xì như này. Đấy, nó chỉ là dây các dây theo thứ tự nhau thôi. Đấy, nó sẽ rất dễ, nó không khó gì cả. Đấy thì các bạn xem thì các bạn cũng có thể đấu được luôn. Đấy nhá, mình sẽ thử luôn cái này, mình sẽ thử luôn cái này. Đây thì mình đã đấu như này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cắm điện đây. Mình sẽ cho cái này nó cao lên một chút để cho các bạn xem nó dễ. Đây nhá, mình sẽ nâng cao lên tí. Đấy thì đây mình sẽ kết nối thử luôn này. Thì các cọng dây này các bạn sẽ đấu tương tự như thế thôi. Thì dây biến áp đây, biến áp nguồn đấy nhá. Biến áp nguồn thì các bạn chuẩn bị cho mình sẵn này, 4 dây. Thì biến áp nó có nguồn đôi thì các bạn chia tải ra. Ví dụ hai bên này các bạn sẽ dành cho trục Y của hai trục Y này, và một bên là trục X và một bên trục Z. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đấu tất cả các nguồn này vào của các cái của nó nhá. Đấy thì các bạn đây bên cạnh nhà phía đây thì nó sẽ
Thì là cái dây nguồn nhá, cái dây nguồn các bạn nhớ là đấu hết vào các dây nguồn nhá. Dây nguồn thì nguồn DC hoặc là nguồn AC. AC thì các bạn nhớ là lưu ý là nếu mà VAC thì các bạn lưu ý là cái cực dương của nó sẽ màu đỏ sẽ là số 1 và cực âm sẽ là số 2. Đấy, còn VDC thì các bạn có thể đấu tùy. Các bạn đấu dây bên nào cũng được. Nhưng mà mình sẽ đấu theo quy ước là mình sẽ đấu dây đỏ trước và dây trắng sau này. Đấy thì các bạn đấu nếu mà V VAC nhá, nếu mà điện xoay chiều nhá thì các bạn nhớ là đấu 3 4 cái driver là các bạn sẽ đấu giống nhau hết. Bạn đấu ví dụ đây bên này là dây màu đỏ, bên này dây màu trắng thì các bạn sẽ đấu tất cả các còn lại, các bạn sẽ đấu y xì như thế. Đấy. Đấy thì đây mình sẽ đấu hết vào luôn này, mình sẽ nuôi hết luôn cái này nhá. Đấy đây các bạn đấu à đâu quên, cái này tất cả các dây màu đỏ các bạn đấu phía bên bên trong này. Dây màu đỏ này nhá. Màu đỏ các bạn đấu vào AC1 này. Màu trắng các bạn đấu vào AC2. Đấy. Làm tương tự với cái còn lại nhá. Đây cái còn lại đây. Tương tự với những cái còn lại này. Còn cái còn lại đây thế này. Đây nhá. Tiếp này. Các bạn đấu màu đỏ này. Đây là nguồn cấp đây, nguồn cấp cho bốn cái driver này. Màu trắng này. Đấy, nguồn cấp nhá. Đấy tiếp này, còn cái cuối cùng này cũng thế này. Mình phải đấu hết nguồn cấp này vào bởi vì dây mình làm sẵn hết rồi, bây giờ muốn thử bây giờ mình phải đấu hết nguồn cấp. Đấy các bạn đấu hết nguồn cấp xong như thế này nhá, các bạn sẽ dựng lên lên để mình thử luôn nguồn cấp này và xong nguồn cấp bốn cái nguồn cấp này. Đấy thì đây mình có cái máy biến áp của mình ở đây nhá. Biến áp ở đây mình sẽ cắm, các bạn sẽ cắm điện vào để thử này. Đây biến áp này, dây cắm của biến áp nhá, các bạn cắm vào này, kiểm tra kỹ nhá. Đây 1 2 3 4 này các bạn cắm này. Đấy bạn cắm vào thì tất cả đây cái điện áp nó đều vào này, nó nháy này và nó quạt quay nhá. Đây 1 2 3 4 này, bốn cái driver đều quay nhá. Đấy và mới đầu các bạn sẽ cắm vào nó sẽ nháy đèn như thế này, và cái nào nó kết nối với động cơ thì nó sẽ đèn nó sẽ không nháy nhá. Cái nào nó nối với động cơ đây nó sẽ có đèn màu xanh, cái nào nó đã sẵn sàng để chạy. Đây có đèn màu xanh nhé, sẵn sàng để chạy này. Đấy còn cái nào mà các bạn chưa kết nối dây encoder và kết nối cổng này ra thì là nó sẽ nhấp nháy như thế này. Đấy tiếp đến các bạn kết nối cái mạch nguồn, kết nối cái nguồn nguồn của cái mạch đấy nhá. Đây giác cắm của nguồn đây, mình sẽ cắm vào này. Đấy. Bạn cắm vào thì là nguồn của mình nó sẽ hoạt động này và nó sẽ cấp điện cho cái mạch của mình này. Đấy nó cấp điện cho cái mạch này. Đấy sau khi nó cấp điện cho mạch này rồi nhá thì đây mình chỉ có đấu thử có một trục thôi nhá. Nhá, thử một trục của trục X này. Đấy. Thử trục X đi nhá. Trục X thì nó nằm ở đây ngay đầu tiên đây, còn trục Y thì nó nằm tiếp theo đây nhá. Thì nó cũng có 4 dây. Dây P cộng P trừ và D cộng D trừ. Đấy trục Z tiếp theo này, P cộng P trừ, D cộng D trừ, các bạn đấu y xì như thế. Đấy nó chỉ có 4 dây ra, 4 dây điều khiển này ra thôi. Đấy thì mình đấu nó sẽ lần lượt là dây đỏ, vàng, xanh và đen. Thì đây, trên cái kia các bạn cũng sẽ đấu tương tự như thế. Trên cái driver này các bạn đấu tương tự là đỏ, vàng, xanh và đen. Đấy.
Còn dây dao động cơ bước đây thì mình cũng đã nói rồi, chỉ cho bạn rồi đúng không? Đấy thì bây giờ rất đơn giản thôi, bây giờ các bạn kết nối vào như này là các bạn có thể điều khiển được rồi. Đây nhé, mình này, điều khiển này, trục X này. Đấy, các bạn điều khiển X cộng này. Đấy, motor quay ầm ầm luôn. Y cộng này. Đấy. À được, X trừ chứ. Đây mình đang thử trục X. X trừ nhá, ok nhá. Đấy chỉ có thế thôi, nó rất đơn giản thôi. Còn mạch Mach 3 thì các bạn cũng nối tương tự như thế. Mạch Mach 3 các bạn đấu tương tự y xì này luôn. Đấy, nó cũng chỉ vào đây thôi. Nó đỏ vàng xanh và đen nhá. Đỏ vàng xanh đen vào. Đấy. Thì trên cái bộ mạch này các bạn có thể lập trình tùy ý nhá. Bạn lập trình theo bạn, ví dụ như mình đưa trục X ra một đoạn này, những cái ví dụ thế. Sau đấy nó dừng lại là nó sẽ chạy ghế ấy, thì các bạn sẽ lập trình trong cái bộ điều khiển này. Thì trên mạng mình thấy có rất nhiều người hướng dẫn lập trình cái bộ điều khiển này nên mình hôm nay là mình chỉ hướng dẫn các bạn đấu nối thôi nhá, đấu nối đây, dây vào dây ra các thứ, đấu nối vào để cho đấu nối hoàn thiện một cái bộ mạch của máy điều khiển CNC. Thì các bạn thì có thể đấu, bạn nào cũng có thể đấu được đấy với cái hướng dẫn như thế này nhá. Thế còn cái lập trình này thì hôm nào mình sẽ nói sau về cái lập trình. Còn đây ví dụ như đây nó có các cái nút, có các cái nút bấm chức năng đấy, thì đây nó có chế độ ví dụ auto auto run này chẳng hạn, thì là nó sẽ chạy một cái file mình đã lập trình sẵn đấy. Ví dụ như mình có một cái file lập trình sẵn đây, auto run đây, mình sẽ bấm vào auto run, mình bấm start này thì là nó sẽ chạy đây, một cái file lập trình sẵn này đấy, nó sẽ chạy này nha, chạy file lập trình sẵn đấy. Các mình tạm dừng lại này, stop lại nhá. Đấy. Thế còn cái thứ hai, cái đây, cái program này là các bạn dành để lập trình. Còn cái dốc này, sau khi các bạn dừng lại này, dừng lại các bạn bấm, các bạn nhớ bấm SC để thoát ra nhé. Đây nó có trên này stop ở đây này. Đấy các bạn stop lại này. Đấy stop lại. Đấy stop lại nha, các bạn mới chuyển. Các bạn đang thực hiện lệnh thì các bạn sẽ bấm stop, stop sau đấy các bạn thoát ra và các bạn nó có program này. Thì nó có file lập trình nhá, các bạn sẽ lập trình ở đây. Và cái thứ ba đó là cái trong này nó sẽ chỉnh. Còn cái dốc này là về cửa sổ để điều khiển nhá. Dốc mốt ấy về điều cửa sổ để điều khiển này, đấy, về điều khiển trục X này. Đấy còn đây. Cái này nó có reroll, program reroll. Khi mà các bạn điều khiển nó đi bất kỳ vị trí nào đấy này, các bạn muốn nó về gốc. Gốc các bạn bấm bấm này nó sẽ zero về này, program zero nó sẽ về không. Đấy thì cách đấu nối rất là đơn giản nhé. Đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đấu nối đấy. 4 bộ servo, bộ trục X, một bộ trục Y và à hai bộ trục Y, một bộ trục Z. Đấy nguồn mạch và biến áp. Đấy thì cáp của nó đây, cho tất cả các này đều có dây cáp của nó hết nhá. Cáp dài của nó này, những dây cáp encoder của nó dài, cáp dài. Auto, auto run, auto run, auto run, bấm auto run. Bấm start. Đấy. Auto run bấm start nhé. Đấy.